lục chi xa thì thà xứ kia đừng bao giờ gặp gỡ. Chiến vô ngày xưa không mặn mà tình nghĩa thì chung vô ngày nay đó cay đắng nỗi thương sâu. Không bước vào đường Thanh Trúc xin cảm ơn quý vị và khách rất nhiều. Và sau đây xin mời quý vị trở lại với tiếng hát nam nghệ sĩ Hoài. Tình ta cách xa từ đây còn đi đâu, ba mối duyên ban đầu dài đôi nhịp đầu. Thank you.
này là vì mong sao gặp lại người thương sau bao năm dài xa dân, nhưng con ở đâu vừa tàn mạc giao thuyền kia tạt bến sang ngang tìm gì nơi bên mới, nếu có con chắc là những dòng lì đắng cay trào tuôn vẻ mắt đi cho đi thương đi chào đi đợi chờ đợi người xưa mà đã cách xa mười mấy năm chừng. Dán tròn lên ôi quá khứ đôi mù, bà ơi tôi là người em thương em nhớ suốt 18 năm trời tôi chôn giấu tuổi tên, nhưng tưởng tôi trở về để tìm gặp lại người xưa, nhưng trời ơi tất cả đã trở thành hoài vọng. Mùa xuân cao rộng bị bóng ba làm cho gái tan thương tàn. Tình ta xa cách xin cảm ơn những lòng thương quý vị bạn khách gửi tặng, xin cảm ơn rất nhiều và để